Và đề nghị chúng ta cho một tràng vỗ tay chào đón tổ trọng tài và các thủ của cả hai đội, đó là các thủ của khu 13 và các thủ của khu 15. Vâng, cao. Và cũng xin mời những người đứng ở phía bên ngoài khi bóng ra giúp ban tổ chức nhập giúp vào để đảm bảo thời gian thi đấu của chúng ta. Vâng, như vậy là thời gian đã hết. Bây giờ trận thi đấu bắt đầu. Ngọc Chí, đây là quả phát bóng đầu tiên, cao ấy, rất đẹp, chân lực, hai đội bóng quá hiểu nhau, vẫn là chân lực. Vâng, cao ấy rất hay, ngay của tiên chắn bóng tốt, điểm bóng cho khu 15, 1-0, quá hay. Vâng, có sự thay đổi người, số 8 vào sân. Lúc này chúng tôi thấy sự đấu pháp của hai đội cũng đã có sự tính toán rất kỹ lưỡng. Huấn luyện viên trưởng của đội cán bóng tốt, điểm bóng cho khu 15, 2-0, quá tuyệt vời sự dàn dựng của các thủ khu 15. Vâng, lại tiếp tục có sự thay đổi người, có thể nói là liên hoàn của khu 15. Rất hay, chắn bóng tốt, điểm bóng cho khu 13, 1-2. Vâng, lại có sự thay đổi người, hai đội đã hiểu nhau. Chúng thấy là Xuân Giỏi đã vào sân. Đây là cầu thủ có thể nói là bóng đá, bóng chuyền là tương đương như nhau. Xuất ái, đánh bóng tốt, điểm bóng cho khu 15, 3-1. Vâng, xin mời các cầu thủ dự bị chúng ta đứng dịch vào đây. Anh Tâm, cho cầu thủ mình đứng dịch vào đây. Đánh bóng không qua, điểm bóng cho khu 15, 4-1. Vẫn là cầu thủ khu 15 phát bóng rất tươi. Vâng, khu 15, khu 13 cố lên. Đánh bóng ra ngoài, điểm bóng cho khu 15, 5-1. Vâng, các cầu thủ của khu 13 cần phải cố gắng hơn rất nhiều. Với sự công chính của Cao Cương và Ngọc Chí, rất hay. Đánh bóng ra ngoài, điểm bóng cho khu 15, 6-1. Vâng, có thể nói là các cầu thủ của cả hai đội là thay người như thay áo, quá nhiều, quá hay. Cao Cương chắn bóng ra ngoài, điểm bóng cho khu 15, 7-1, quá hay. Vâng, là có sự thay đổi người. Thế này thì kể cả trọng tài số 1, số 2 và các trợ lý trọng tài cũng như thuyết minh cũng phải nói hết mỏi hết cả mồm. Cao Cương đánh bóng chạm tay chắn ra ngoài, điểm bóng cho khu 13, 2-7. Và chúng tôi thấy Nguyễn Ngọc Khoa, một trong những cầu thủ trọng tài cấp tỉnh, hiện nay chúng tôi đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị là trọng tài cấp quốc gia, đã bắt bóng có thể nói là phong thái và cử chỉ rất dứt khoát. Cao thủ khu 13 phát bóng, phát bóng không qua, điểm bóng cho khu 15, 8-2. Quá hay, quá kịch tính và vô cùng tuyệt vời. Và các cổ động viên cười cũng hơi nhạt. Đới bóng ra ngoài,
điểm bóng cho khu 13. 3 8. Chúng ta thấy ở những giây phút và những quả bóng đầu tiên của các cầu thủ khu 13 và khu 15 gắn kết nhau tương đối tốt. Rất hay. Đánh bóng công qua. Điểm bóng cho khu 15. 9-3. Chúng ta lại thấy Cao Xuân Hải. Phải nói là một cầu thủ có thể nói là chuyền hay rất tốt. Và bỏ nhỏ cũng một từ gọi là quá tinh quái. Bỏ toàn vào vị trí, có thể nói gọi là, nói một cái câu rất hài hước của trong câu chuyện, đó là vào bát nước chấm. Chắn bóng ra ngoài. Điểm bóng cho khu 13. 4-9. Vâng, là có sự thay đổi người. Hai bên có thể nói là rất hiểu nhau. Các cầu thủ thay ra thay vào. Vâng, chờ hiệu lệnh của tiếng còi. Vâng, đây cầu thủ này tối ngày hôm qua cũng 3 lần như thế. Vâng, cầu thủ này có bộ chán rất cao. Cầu thủ rất giống cầu thủ Nakhchivan của đội Kazakhstan. Đánh bóng không qua. Điểm cho khu 13. 5-9. Rất hay. Phùng Ngọc Chí. Cao Hải. Chắn bóng ra ngoài. Điểm 10-5. Và tiếp tục có sự thay đổi người. Chúng tôi thấy huấn luyện viên trưởng Đỗ Văn Tâm là một trong những huấn luyện viên có thể nói là rất aesthetic. Vâng, rất hay. Đội bóng ra ngoài. Điểm bóng cho khu 13. 6-10. Quá hay. Các cầu thủ như Ngọc Chí và Cao Xuân Hải có đường đập bóng lên tới 118 km/h. Cao Quân rất nhanh. Rất tuyệt vời. Vẫn còn. Hai đội thi đấu với nhau rất hay. Vẫn còn. Quá hay, quá đẹp. Vẫn còn. Quá tinh quái. Quá đồ. Điểm cho khu 15, 11-6. Cổ động viên bảo là phá bóng vừa rồi xem sướng cả cái đời. Quá hay. Không phải là ai mà quá hay. Vẫn còn. Chắn bóng tốt. Điểm bóng cho khu 13. 7-11. Rất hay. Cũng như các bạn đang theo dõi trận thi đấu bóng chuyền ở hiệp thứ nhất giữa đội khu 13 mặc áo trắng xanh và các cầu thủ của khu. Vâng, đánh bóng phạm lỗi. Điểm cho các cầu thủ khu 15. 12-7. Vâng, có sự thay đổi rồi. Rất hay. Chắn bóng tốt. Điểm bóng cho các cầu thủ khu 15. 13-7. Vâng, xin mời huấn luyện viên trưởng Đỗ Văn Tâm đứng dịch vào đây. Và các bạn ngồi dịch vào đây. Ngồi dịch vào. Đừng thế.
Bỏ bóng ra ngoài. Các bạn thấy Trần Hải, Trần Hải là một cầu thủ nhìn trông rất điển trai. Các cô gái nhìn thấy Trần Hải nói là cầu thủ này rất giống cầu thủ Kang Chiu của Hàn Quốc. Vẫn còn, Cao Cường khéo quá. Vẫn còn, đánh bóng ra ngoài. Điểm bóng cho các cầu thủ khu 15, 7. Các cầu thủ 13 cố lên, 15 cũng cố lên. Hai đội cố lên. Chắn bóng rất tốt. Điểm 16, 7. Và có sự hội ý của các cầu thủ khu 13. Quý vị các bạn đang theo dõi trận thi đấu bóng đá trong khuôn khổ giải bóng chuyền, giải bóng chuyền hơi nam nữ năm 2024 giữa đội tuyển khu 15 và đội tuyển khu 13. Đây là hai đội bóng có bề dày về bóng chuyền ra, bóng chuyền hơi và các hoạt động thể dục thể thao của xã nhà. Và tối ngày hôm nay ở hiệp thứ nhất, chúng ta đã được xem rất mãn nhãn những đường bóng có thể nói là vô cùng tinh tế của các cầu thủ của cả hai bên. Chắc chắn trong những giây phút tới, các cầu thủ của khu 13 cũng như là các cầu thủ của khu 15 sẽ cần phải bình tĩnh hơn và bọc lót cho nhau được tốt hơn. Các cầu thủ chân chân của chúng ta có đường đập và độ bật rất tốt. Vâng, như vậy là chúng ta thấy là hiện nay thời gian của các cầu thủ của chúng ta hội ý cũng đã chuẩn bị kết thúc. Và như vậy là thời gian đã hết cho đội 13 hội ý lần thứ nhất ở hiệp 1 giữa đội bóng chuyền khu 13 và các cầu thủ của khu 15. Và xin mời các bạn và cái thùng nước của khu 13 ra đứng giãn ra đi để cho các cầu thủ cứu bóng. Chính là cầu thủ của khu 13 cứu bóng, không phải ai cả. Tôi đang giãn ra đi. Trần Lực là một trong cầu thủ có thể nói là rất năng động trên sân. Phát bóng. Xin mời các bạn đứng dịch ra đi. Vâng, xin cảm ơn. Các bạn phục vụ chúng ta đứng hẳn ra ngoài đi. Và chúng ta phải nhường phần sân cho các cầu thủ thi đấu. Các bạn phải chấp hành theo đúng quy định điều lệ giải và đặc biệt là theo nghe hiệu lệnh của trọng tài. Còn tất cả chúng ta đứng giãn ra đi, đứng giãn ra một mét nữa vẫn như đứng ở chỗ đấy. Có cái gì mà phải khó nói thế nhỉ? Trần Lực, trận thi đấu tiếp tục. Quá hay. Chắn bóng tốt. Điểm bóng cho cầu thủ khu 13. 8-16. Cao Cường. Đây là một trong những cầu thủ có thể nói có chiều cao rất giống các cầu thủ của Kazakhstan. Chắn bóng ra ngoài. Quá mạnh, quá nhanh, quá đẹp. Điểm 17-8. Quá đẳng cấp. Chắc chắn rằng không, các cầu thủ của khu 13 là lấy đà. Bỏ bóng tốt. Điểm bóng cho các cầu thủ khu 15. 18-8. Vâng, đang tranh nhau tới 10 quả. Nhưng không sao, 10 quả trong bóng chuyền cũng không là gì. Đánh bóng tốt. Điểm bóng cho khu 13. 9-18. Vâng, rất hay. Xuân rồi. Vâng, chờ coi đã. Cầu thủ Xuân Giỏi chân cũng là rất giống Văn Toàn của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Bỏ rõ đi. Quá hay. Điểm 19-9. Có hai con 9 nhưng khu 15 thêm số 1 được trước.
Đánh bóng tốt, điểm bóng cho các cầu thủ của 15, 29. Quá tuyệt vời, các cầu thủ của cô 13 cần phải cố gắng rất nhiều trong những quả tiếp theo. Chắn bóng tốt, điểm bóng cho cô 13, 10-20. Vâng, hạt chơi đi. Tuyệt vời. Như vậy là tỷ số của khu 15 là 21, cao thủ 13 là 10. Áo xanh quần tổng hợp và giày tổng hợp. Còn tất cả cao thủ của khu 13 mặc áo xanh trắng sẽ đánh ở phần sân phía trái của khán đài A. Vâng, như vậy là không có gì thay đổi so với hiệp thứ nhất. Các cầu thủ của cả hai bên đã vào vị trí khu 15. Phát bóng, đánh bóng ra ngoài, điểm cho các cầu thủ khu 15, 1-0. Vâng, như vậy là các cầu thủ của khu 15 đã có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ số 8 vào sân, có lẽ đây cũng là cầu thủ có thể cao nhất của khu 15. Chắn bóng tốt, điểm bóng cho khu 15, 2-0. Vâng, tiếp tục có sự thay đổi người. Chưa hiểu ông Đỗ Văn Tâm huấn luyện viên trưởng thay người như thế nào. Chúng tôi khó đoán quá. Cắn bóng tốt, điểm bóng cho khu 15, 3-0. Hình như những đường đập của Cao Phương là cầu thủ đánh số 4 có những đường đập rất mạnh, tuy nhiên là cầu thủ đã chắn. Đánh bóng không qua, điểm bóng cho khu 13, 1-3. Vẫn còn. Chắn bóng tốt, điểm cho các cầu thủ khu 15, 4-1. Và rất hay, vẫn còn. Rất hay. Rất nhanh. Đánh bóng tốt, điểm bóng cho cầu thủ khu 15, 5-1. Xin mời Ngọc Khoa tạm dừng ngang. Ngọc Khoa trọng tài chính tạm dừng. Xin mời các bạn đứng kia đứng ra ngoài đi. Xin mời Nguyễn Ngọc Khoa trọng tài tạm dừng một tí ạ. Xin mời các bạn đứng ở bên kia đứng lui ra một tí đi. Không thể ra sân đánh như thế được. Đứng ra đi. Xin mời các đồng chí trong lực lượng công an giúp ban tổ chức không cho ai vào trong sân bóng cả. Vâng, xin mời Ngọc Khoa tiếp tục. Khu 15. Đánh bóng tốt, điểm bóng cho khu 13, 2-5. Rất dẻo. Đánh bóng tốt, điểm bóng cho khu 13, 3-5. Các bạn thấy Cao Cương, một trong những cầu thủ đeo áo số 13, vừa cao vừa cương. Đánh bóng không qua, điểm bóng cho các cầu thủ khu 15, 6-3. Vâng, có sự thay đổi rồi.
10 cầu thủ trên sân rất vui vẻ. Vẫn còn chắn bóng ra ngoài, điểm bóng cho khu 15-7-3. Vâng, lại có sự thay đổi người. Chúng tôi thấy là huấn luyện viên trưởng Đỗ Văn Tâm riêng về khoản vẫy tay thì cũng đã bỏ rồi. Hoàn hô cao cung 4-7 cho khu 13. Các bạn thấy vâng, tiếp tục là có sự thay đổi người của khu 13. Đánh bóng tốt, điểm bóng cho các cầu thủ khu 15-8-4. Rất hay. Hai đội có thể ăn miếng trả miếng với nhau, rất tuyệt vời. Cao Xuân Hải, một cầu thủ có thể nói là công thủ toàn diện. Cắn bóng tốt, điểm bóng 9-4 cho khu 15. Chúng tôi thấy là các cầu thủ của khu 13 dồn bóng rất nhiều cho Cao Cương. Sự bọc lót của khu 13 cần phải bố trí tốt hơn. Đánh bóng tốt, điểm bóng cho khu 15-10-4. Vâng. À, xin mời cầu thủ của khu 13 hội ý. Tỷ số bây giờ đang là 14 cho các cầu thủ khu 15. Sau trận thi đấu này tiếp tục sẽ là trận tiếp theo cho các cầu thủ thi đấu. Trận tiếp theo đội nào, đội nào nhỉ Loan nhỉ? Hả? 12 thế này thua. Vâng, như vậy là sau trận này là khu 12 và khu 6 sẽ tiếp tục thi đấu. Cho nên các đội trưởng của hai đội bóng đến rồi thì gặp ban tổ chức chúng tôi để lập danh sách các cầu thủ thi đấu để đảm bảo thời gian. Rất dẻo. Điểm cho cô 15-11-4. Vâng, cô 13 cố lên. Chân ái, đánh bóng ra ngoài, điểm bóng 12-4 cho khu 15. Vâng, chiến thuật của khu 15 đổi bóng liên tục. Đánh bóng, đánh bóng chạm ra chắn ra ngoài, điểm cho khu 13-5-12. Vâng, tất cả chúng ta hãy trọng tài là cha là mẹ của trọng thể thao Ngọc Chí. Cắn bóng tốt, điểm bóng cho khu 13-6-12. Rất tuyệt vời. Chúng tôi thấy hai đội bóng dù thắng dù thua nhưng đều nở những nụ cười và những bộ răng trắng muốt. Quá tuyệt. Vâng, điểm bóng cho các thủ khu 15-13-6. Chúng tôi thấy sự phối hợp rất nhịp nhàng của Nguyễn Ngọc Khoa và Hoàng Hữu Anh. Đây là hai trọng tài có thể nói là hiện nay là tốt nhất của xã Cao Xá và có đẳng cấp rất cao. À,
đẩy bóng ra ngoài. 14-6 cho 15. Trần Hải đánh lỗi nhưng mà cũng nở nụ cười rất vui vẻ và rất tươi. Có thể nói là cầu thủ này trông rất đẹp trai, giống Can Chiêu. Đánh bóng chạm tay chắn ra ngoài. Điểm bóng cho khu 13-7-14. Và tất cả cầu thủ trong sân, và chúng tôi thấy là các tổ trọng tài đã thống nhất bóng đã chạm tay ra ngoài và chúng tôi cũng thấy thế. Trắng ra ngoài. Điểm cho cô 15-7. Vâng, anh Tâm cứ đứng dịch vào đi ạ. Đồng chí Tâm đứng dịch vào đi. Xuân rồi. Vẫn còn. Đánh bóng. Đánh bóng ra ngoài. Nào đi. Alo. Alo, alo. Vẫn còn. Chắn bóng ra ngoài. Điểm bóng ở khu 15-16-8. Hơi tiếc. Chúng tôi thấy Xuân giỏi hơi tiếc. Từ Xuân giỏi này được đào tạo tại lò bóng chuyền của Campuchia. Vẫn còn, hay quá. Các bạn thấy Cao Cương đi một đường bóng đá quá hay. Đánh bóng ra ngoài. Điểm 17-8. Quá vui vẻ. Chắc chắn các cầu thủ của khu, xin mời các cầu thủ khu 12 và cầu thủ khu 6 sẽ lập danh sách cầu thủ chính thức vào bàn ban tổ chức chúng tôi để đảm bảo nội dung chương trình. Đánh bóng rất mạnh nhưng ra ngoài. Và Ngọc Trí và Xuân Xuân Hải. Vâng. 9-17. Bóng rơi tự do. Điểm 10-17. Xin mời ông Thái này gặp ban tổ chức lập danh sách cầu thủ đi. Chắn bóng tốt. Điểm bóng cho khu 13-11-17. Và không phải là đánh đi mà hai đội đều đánh đi. Đánh bóng chạm lưới. Điểm bóng cho khu 13-12-17. Vâng, như vậy ông Đỗ Văn Tâm ra xin hội ý. Lươi lươi lươi. Phải cho anh mượn chạy nước. Nước ngọt. Ừ, có nước lọc càng tốt. Vậy thì vậy thời gian nghỉ hội ý đã hết. Xin mời cầu thủ vào sân tiếp tục. Trần Hải. Rất tuyệt vời. Wow. Điểm bóng cho cầu thủ 15-18-12. À, xin mời anh Tâm hai cầu thủ dự bị chúng ta đứng dán ra đi. Đứng cho cầu thủ cứu bóng. Xuất Hải. Rất hay. Chắn bóng tốt.
Vâng, Trần Hải qua cầu thủ chân sân bình tĩnh. Vâng, như vậy là đánh lại, hai đội đánh tốc độ quá cao. 10 cầu thủ trên sân nở 10 nụ cười, đánh lại. Đánh lại là vô cùng hợp lý. Cháu nhỏ cho ra cả chân. Cháu nhỏ sướng quá nhảy cả vào sân. Đánh lại quả bóng đây. Quá nhanh. Đánh bóng tốt, điểm bóng cho khu 13. 13, 18. Vâng, hai cầu thủ của cả hai đội rất vui vẻ. Chưa bao giờ chúng tôi thấy 10 cầu thủ đều cười như thế này. Điểm bóng 14, 18 cho khu 13. Ở ngoài hơi là 13. Cố lên. Đánh bóng ra ngoài. Điểm cho khu 15. 19, 14. Vâng, xin mời các bác nào đứng ngoài nhặt hộ quả bóng nhé. Vâng. Rồi, đồng chí nữ. Rồi, xin cảm ơn. Tiếp tục. Vâng. Đánh bóng không qua. Điểm bóng 20-14. Chắn bóng ra ngoài. Điểm cho cô 15-20 cho cô 13. Các bạn thấy Ngọc Chí là một trong cầu thủ nhảy bật rất cao. Chúng tôi đo được là 2m35. Đánh bóng ra ngoài. Xếp hai cầu thủ bắt tay nhau. Quá hay, trận thi đấu vô cùng kỳ hình. Xin cảm ơn tất cả các cầu thủ của khu 13 và khu 15 đã công hiến. Xin cảm ơn Nguyễn Ngọc Hoa, Hoàng Hữu Anh.